Vâng. Ừ, đi học ngoan nhá. Vâng. Ý ông là đi lấy sắm hay là cắt cam? Bukan kuai.
Ôi. Ông đã đi học vui rồi. Vâng. Vừa ông cắt được nhiều cam đấy. Dùng một vui. Dạ. Sáng mai mới đi bán. Đi ở rồi đây. Này ăn cam không? Cháu xin. Hai đứa đi cất cặp đi. Vâng. Xong ra đây ăn nhé. Vâng. Nhanh. Còn ăn nữa không? Có bốc cho? Không. Hả? Trong ăn hết cái này đi. Chị ơi. Ừ. Ê, hai đứa này là chiều cây rồi. Tí ngã xuống thì sao? Tại con chó ấy ông ạ. Con chó cứ đuổi con cháu. Con chó cứ đuổi. Chị rơi xuống thì lúng không à? Xuống. Con chó cứ đuổi con cháu. Ừ, giời ơi, đừng có trèo nhiều nhá. Vâng. Chơi chơi. Hôm nay hai đứa đi được nghỉ học thì đi đi ra chợ rau cam nhá. Vâng. Ông ở nhà ông làm việc khác nhá. Vâng. Lấy xem cái này. Ủa, quả này hỏng rồi. Lấy ra đi. Bóng nhặt bên kia đi bóng ơi. Dạ. Ý hai đứa là đi ra chợ rau cho các bà kia nhá. Xong là đi bán về ông ở nhà ông làm cơm làm ấy chờ nhá. Vâng. Xong là xuống mượn xe đạp anh Cường ở nhà dưới này nhá. Xong là ông ở nhà ông làm nhà tắm cho nhá. Thế hai đứa đi đi. Đi, à, đi xong là mua một ít thịt nhá. Mua ít thịt ít rau nhá. Nhá. Hai đứa đi đi. Vâng, xe đạp kia kiểu em ta lấy đi.
Được rồi em ạ. Mẹ có chị nhỉ? Mẹ thử mắt. Nóng quá. Cam này ngọt ngon. Vâng. Con mang xe ra kia. À, mang xe ra kia. Vâng. Được không? Cười hẳn nhá. Rồi con bỏ vào đi. Bỏ vào đi. Đầy quá, đúng không? 10 gọi là 16 cân. Vâng. 16 cân nhỉ? Vâng. 16 nhân với giá là 12.000 đúng không? Vâng. Là 192.000. Vâng. Chờ bác để bác lấy tiền giá nhá. Vâng. 100 này. 50 này, 90 này. 2.000 nhá. Ừ. Về nhá. Về sau có lại mang ra nhá. Vâng. Đây, cứ bác bộ bộ này. Về nhá. Vâng, chào. Vâng, bác cháu về. Rồi. Đấy, về đi. Cháu dắt xe vào trong này gọn vào. Cháu chờ ông. Rồi, mua gì đây? Rồi, hết 4.000. Còn 6.000 đây. Về. Rồi, về nhá.
đi đây. Vâng. Nè, đấy. Bán được không? Có. Đấy, ông làm nhà tắm đây này. Ôi, ông làm đẹp đấy. Thế. Thế mua được cái gì không? Có. Ờ, tí đưa vào đây. Đấy, ông từ khi đi ông làm xong rồi. Đẹp rồi đấy ông ạ. Đẹp không? Ông làm giỏi thật đấy. Ờ. Ui, nhìn thế cháu vào thử nhá. Ờ, đi vào xem đi. Đẹp rồi đấy ông ạ. Ừ. Đẹp thật đấy. Ừ. Ông làm một lúc nữa là xong nữa rồi. Vâng. Nhá. Đâu, xem nào, đi chợ mua được cái gì không? Đây ạ. Ừ. Nào, xem mua được cái gì đây? Đây. Ui giời, món gì? Xem nào, măng này. Vâng. Ừ, cà chua này. Vâng. Ui. Đậu. Đậu à? Vâng. Ui giời, thịt à? Vâng. Thịt ngon thế. Vâng. Ừ. Ông ơi, ông đây là tiền thừa ông ơi. Vẫn còn thừa á? Vâng. Ờ, để ông cất nhá. Vâng. Ừ. Nào ơi, về hộ ông lấy... cưới cái sọt này chắc á. Vâng. Thế lúc nay đi chợ bán có dễ không? Có. Đi bán rau thôi chứ. Vâng. Cô kia lấy hết à? Vâng. Thế thì tốt. Cất cái dây. Cất được. Lấy mấy cái giỏ này vào trong cái tất nhá. Thôi ông ạ, cháu lấy sắn đi chân gà nhá. Vâng vâng, đi lấy đi, lấy đi đi. Để ở đấy đi. Này xong là về đây hộ ông dọn dẹp cái chỗ này nhá. Vâng. Ông học làm cái món là thịt kho đậu với là cà chua nhá. Vâng. Đấy bây giờ chúng ta làm như thế này. Đấy. Lần sau mới biết làm, ông đi vắng mới biết làm nhá. Vâng. Đấy, xong bắt đầu là thái như thế này này. Đấy. Đấy. Đây, bây giờ làm đi, làm. Làm miếng to một tí, làm miếng to một tí. Như thế này này. Đấy, phải ngang cái tấm thịt như thế. Đấy. Đấy, xem nào hướng này. Được rồi đấy, ok rồi đấy. Vâng. Đấy, lần sau này cứ làm thêm như thế nhá. Vâng. Đấy. Đấy, cứ từ từ vào tay đấy. Làm miếng to một tí nữa. Ổn rồi. Như thế này nhá. Vâng. Đấy. 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 Xong rồi cho vào đây. Con này bóng nào nhá. Vâng. Đấy, đẹp rồi.
Làm miếng nhỏ một tí. Đấy, quá chuẩn luôn nhờ. Vâng. Đấy. Em thái giỏi thật đấy ông ạ. Đấy. Đưa vào miếng to một tí cũng được. Vâng. Đúng rồi. Chuẩn. Đúng rồi. Đấy, xong là nó thành hai miếng như thế này luôn. Vâng. Cho vào đĩa đi. Đây bông nhìn nhá, bông bông thì nhìn chị làm mai mới biết làm. Vâng. Đấy, bây giờ là cho vào nồi, cho vào nồi, cho thịt vào nồi. Vâng. Rồi, ok, như thế. Cái này là rang cho nó ra mỡ một tí nhá. Vâng. Ừ. Xong là bắt đầu mới lấy đậu với là lấy cà chua xuống. Vâng. Rồi lấy cà chua xuống đi. Vâng. Em ơi em lấy đậu với lấy nước vào đây cho chị. Vâng. Đây chị ơi. Lấy nước xuống ít đi thôi nhá. Tí nữa, thôi thôi được rồi. Đây em ơi. Hai đứa đi tắm đi. Vâng. Ờ, tắm xong rồi ăn cơm. Ngon lắm rồi đấy, tắm sắp xong chưa? Cháu sắp xong rồi ạ. Vâng. Thôi lạnh không? Lạnh 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 vào đây chứa đi. Ui, xem lên rồi đấy, ngon lắm đấy. Được rồi đấy, mỡ cứng rồi đấy, đổ xuống đi. Con chó. Món này cũng ngon đấy nhỉ. Vâng. Không phải đây là chị. Vâng. Ngon ạ. Ngon không? Ngon. Ngon đấy em nhỉ. Lên cho chị. Lên ở đây em ạ. Làm ơi, lấy gửi cơm về cho con chó ăn trước đi. Vâng. Tí nó nhiều lắm. Vâng. Chú. Ông ơi ra ăn cơm. Vâng. Ăn trước đi, ăn trước đi. Vâng. Ông ơi, ông ăn cơm, em đi ăn cơm. Vâng, ăn cơm đi. Ui giời ơi, ngon quá nhỉ. Đấy, món này là món ấm à? Vâng. Xem nào, thử sắc kìa. Ừ, ngon lắm. Vâng. Dịch qua đấy một tí nữa. Ừ, ngon, ăn cơm không? Xem cái món rồi ngon không? Ra. Ừ, đấy. Ừ, thịt á. Ăn lên. Ừ. Đấy. Ông cũng ăn đi. Nấm à? Vâng. Ừ, ngon đấy. Một ngày làm việc vất vả nhỉ. Vâng. Ừ. Ngon không? Có. Đấy. Ừ. Ăn no vào xong rồi đi học bài nhá. Vâng. Ừ. Thì hai cháu đi học bài nhá, để ông rửa bát nhá. Vâng. Nhá.
để ông rửa bát. Hai cháu đi vào phòng học bài đi. Vâng. Nhá. Đi ông dọn đi. Vâng. Khuya rồi. Tiết em. Em học 4 tiết thế chị. Chị học 5 tiết em ạ. Vâng. Ơi chị học đi. Em viết à? Vâng. Viết. Buổi sáng thêm. Ngày mai em viết cho bài ngày mai à? Vâng. Chị học bài gì đấy? Chị cũng viết để cho bài ngày mai. Chị đi tuần. Nước nóng đi. Hai đứa tập trung vào học bài ấy nhá. Dạ. Bố em biết hình nào là hình trụ, hình nào là hình cầu. Hình trụ hình hộp chè này phải không chị? Đúng rồi đấy em ạ. Hình này nữa. Còn hình cầu em? Hình cầu là hình bánh xe đạp, hình viên bi, đúng một quả bóng bàn. Ừ đúng rồi đấy. Chị giúp em làm bài này với. Chị giúp. Số 38.407 được viết thành tổng các chục nghìn, nghìn, trăm, chục đơn vị là 8.800 cộng 100 cộng bởi cái này phải không chị? Đúng rồi cái đấy. Ok xong đi xe. Số 3.737 làm tròn đến hàng chục là 3.743 cái đấy. Đúng rồi. Bán kính của hình tròn rồi chị em mình dọn sách vở đi ngủ đi chị nhỉ? Quên rồi. Quên rồi ngủ thôi. Để áo trên ngày mai còn đi học. Ngủ đi. Hai đứa ngủ đi nhá. Ông cũng ngủ đây nhá. Vâng.